quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Bạn Có Biết. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 5 thì thành phố sẽ viết thư xin lỗi nhà đầu tư nếu bị trễ hạn trong việc giải quyết các thủ tục hồ sơ liên quan đến hành chính công. Trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, tình trạng giải quyết hồ sơ đầu tư nước ngoài sẽ được công khai, trong đó sẽ nêu rõ số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, trễ hạn và cả nguyên nhân trễ hạn. Động thái này được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm giải quyết tình trạng hồ sơ cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài thường trễ hạn khoảng 22 ngày, có hồ sơ trễ 222 ngày, thậm chí trên một năm, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Thành phố cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan thẩm tra không hỏi ý kiến Ủy ban Nhân dân quận, huyện về quy hoạch ngành nghề khi cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hoạt động đào tạo, không phải trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông, dịch vụ nha khoa và khám bệnh, không phải bệnh viện. Không chờ ý kiến các cơ quan chức năng khi thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài và đăng ký đầu tư nước ngoài theo phân loại ngành nghề, cũng không hỏi ý kiến Cục Thuế, Cục Hải quan về nợ thuế và các nội dung khác không có trong quy định khi thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố cấp gia hạn thời gian hoạt động theo đề nghị của nhà đầu tư, các cơ quan không phải lấy ý kiến của các đơn vị liên quan đối với những nội dung không cần có ý kiến thẩm tra. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai hệ thống công nghệ thông tin, quản lý đầu tư nước ngoài, thực hiện ISO điện tử quy trình quản lý giấy chứng nhận đầu tư. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch giải quyết hồ sơ thủ tục qua mạng. Người dân doanh nghiệp được hỗ trợ chỉnh sửa, nhận tin nhắn về tình trạng hồ sơ 24/24 kể cả cuối tuần.